Xin chào tất cả các học sinh, các em đang theo dõi video hướng dẫn dạy bài tập sách giáo khoa vật lý 12 được phát hành trên kênh YouTube Học 247. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em bài 16 truyền tải điện năng và máy biến áp. Bài tiếp theo của chương 3 dòng điện xoay chiều. Và bây giờ cô và các em hãy cùng nghiên cứu về phương pháp và các bài tập sách giáo khoa của bài này các em nhé. Nội dung bài tập sách giáo khoa vật lý 12 bài 16 truyền tải điện năng và máy biến áp thì chúng ta sẽ có tổng cộng đó là 6 bài tập. Bây giờ chúng ta đi vào bài tập 1. Máy biến áp là gì? Nêu cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp. Đây là hình ảnh minh họa của một máy biến áp. Cấu tạo của máy biến áp gồm hai phần chính. Đó là loại biến áp được làm từ sắt non pha với silic và hai cuộn dây. Hai cuộn dây thì nó sẽ có cái điểm trở nhỏ. Hai cuộn dây thì gồm có cuộn sơ cấp và cuộn thượng cấp. Cuộn sơ cấp thì được nối với nguồn, có số vòng dây là N1, đây chính là cuộn sơ cấp. Còn cuộn thượng cấp thì được nối với tải hoặc là để hở, đây. Nó có số vòng dây là N2. Đây là cấu tạo của máy biến áp. Về nguyên tắc hoạt động của máy biến áp thì dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. Nguồn phát điện sẽ tạo nên một điện áp xoay chiều có tần số F ở giữa hai đầu cuộn sơ cấp. Và dòng xoay chiều trong cuộn sơ cấp này nó có thể gây ra biến thiên từ thông trong một vòng dây của hai cuộn. Phi không sẽ bằng phi m nhân omega t. Mà từ thông biến thiên thì trong mạch sẽ xảy ra hiện tượng cảm ứng điện từ, trong mạch sinh ra một dòng điện cảm ứng. Lúc này thì từ thông qua cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là phi 1 sẽ bằng N1 nhân với phi m cos omega t, và phi 2 thì sẽ bằng N2 nhân với phi m nhân cos omega t. Và sức điện động trong cuộn thứ cấp lúc này sẽ là E2 sẽ bằng D nhân phi 2 trên DT, sẽ bằng N2 nhân phi nhân, tôi xin lỗi, N2 nhân omega nhân phi m nhân sin omega t. Nếu cuộn thứ cấp được đối với mạch ngoài, thì dòng điện xoay chiều trên cuộn thứ cấp sẽ cùng tần số với dòng điện ở cuộn sơ cấp. Phần nguyên tắc hoạt động của máy biến áp để nghiên cứu rõ hơn các em có thể xem trong sách giáo khoa. Các em chỉ cần biết được đó là nguyên tắc hoạt động nó hiện vào hiện tượng cảm ứng điện từ. Bài 2. Máy biến áp biến tưởng làm việc bình thường có tỉ số N2 trên N1 bằng 3. Khi mà U1 U1 bằng 360V 6A thì U2 bằng bao nhiêu và I2 bằng bao nhiêu? Câu A, U2 I2 bằng 1080V 18A. U2 I2 bằng 120V và 2A ở câu B. Câu C, U2 I2 bằng 180V và 2A. Câu D là U2 I2 bằng 120V và 18A. Cùng suy nghĩ nè. Lúc này thì chúng ta sẽ có U1 trên I2 sẽ bằng U2 trên U1 và bằng N2 trên N1. N2 trên N1 thì bằng 3. Và U1 nhân I1 sẽ bằng U2 nhân I2. Đúng không? Nhân chéo trên ngang lên. U1 trên I1 sẽ bằng I2 U2. Như hệ phương trình này được không các em? I1 bằng 3 lần I2. Mà U1 I1 thì sẽ bằng 360V và 6A. Từ I1 bằng 3 lần I2
U2 bằng 3 lần U1 thì chúng ta sẽ tính được U2 bằng 1080V và I2 sẽ bằng 2A. Phần tập 2, câu đúng là câu C. Số hợp U2 bằng 3 lần U1 bằng 360 x 3. I1 thì bằng 3 lần I2, tức là sao? I2 bằng 1/3 lần I1, và 1/3 của 6 là bằng 2. Chúng ta chuyển sang bài tập 4. Tôi xin lỗi, bài tập 3. Máy biến áp lý tự có cuộn sơ cấp là 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V và 0,8A. Hỏi điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu? Câu A là 6V và 96W. Câu C là 240V và 96W. Câu D là 6V và 4,8W. Câu D là 120V và 4,8W. Bài tập 3 thì áp dụng các công thức của máy biến áp. Ta tính được điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp. U2 sẽ bằng U1 nhân với N2 trên N1, đúng không? U2 trên U1 sẽ bằng N2 trên N1. U1 thì bằng 120V. N2 thì bằng 100, N1 thì bằng 2000. Tức là 120 nhân với 100 trên 2000 bằng 6V. Nếu như mà máy biến áp lý tưởng thì công suất ở cuộn thứ cấp nó sẽ bằng với công suất ở cuộn sơ cấp. Vậy nên V thứ cấp sẽ bằng U2 I2 và bằng với U1 I1 luôn. Và bằng 120 x 0,8 bằng 96W. Như vậy là đã tìm được U2 và V thứ cấp rồi. Tức là câu A. Về 3 chúng ta chọn câu A cho cô ha. Tiếp tục chúng ta chuyển sang bài tập 4. Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 10.000 vòng và 200 vòng. Câu A. Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp? Nếu đặt vào cuộn sơ cấp, điện áp hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu? Câu B là cuộn nào có tiết dây lớn hơn? Chúng ta làm câu A trước. Muốn tăng áp á thì cuộn có 200 vòng vẫn là cuộn sơ cấp, còn cuộn có 10.000 vòng vẫn là cuộn thứ cấp, đúng không? Áp dụng công thức máy biến áp cho cô. U2 trên U1 sẽ bằng N2 trên N1. N thứ cấp trên N sơ cấp bằng 10.000 trên cho 200 sẽ bằng 50 lần. Tức là U2 sẽ bằng 50 lần U1. Và bằng 50 nhân với U1 bằng 220V để cho bằng tới 11.000V. Như vậy thì đáp án câu A là muốn tăng áp thì cuộn sơ cấp là cuộn 200 vòng và cần phải đặt vào cuộn sơ cấp một điện áp hiệu dụng là 11.000V. Tiếp tục chúng ta sang câu B. Cuộn nào có tiết điện dây lớn hơn? Mình sử dụng công thức máy biến áp cho cô. I1 trên I2 bằng N2 trên N1 bằng 10.000 trên 200 và bằng 50 lần. Như vậy thì cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp nó phải lớn hơn gấp 50 lần so với cường độ dòng điện ở cuộn thứ cấp. Và cuộn sơ cấp sẽ có tiết điện dây lớn hơn cuộn thứ cấp. Lớn hơn 50 lần các em nhé. Rồi bài số 5. Máy biến áp lý tưởng cung cấp một dòng điện 30A với một điện áp hiệu dụng 220V. Điện áp hiệu dụng này cũng có giá trị bằng 220V luôn. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 5kV. Câu A là tính công suất tiêu thụ ở cửa vào và cửa ra máy biến áp. Và câu B là tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.
Trước hết chúng ta sẽ tính câu A trước. Câu A, vì máy biến áp là lý tưởng đúng không, nên công suất tiêu thụ ở hai cụm thứ cấp và sơ cấp là như nhau. Như vậy thì P1 sẽ bằng P2 và sẽ bằng U2 nhân I2. U2 có chưa và I2 có chưa các em? Bằng 220 nhân với 30 công suất đây. Công suất là 30A. Thì sẽ bằng một công suất tiêu thụ là 6600W. Công suất này cũng bằng với công suất tiêu thụ ở cửa vào và cửa ra của máy biến áp luôn. Còn câu B là tính cường độ hiệu dụng của cụm sơ cấp. Cụm sơ cấp ta có cường độ dòng điện là I1 bằng P1 trên U1. P1 chúng ta vừa tính bằng 6600W. Và U1 là 5kV. Tức là 6600 trên 5 nhân 13 bằng 1,32A. Rồi, được chưa nào các em? Bài tập 6. Bài 6 là một bài khá là dài. Một máy biến áp lý tưởng cung cấp bởi một máy biến áp lý tưởng cung cấp một công suất 4kW với một biến áp hiệu dụng 110V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng là 2 ohm. Câu A là tính cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện. Câu B là tính độ sụt thế trên đường dây tải điện. Câu C là tính biến áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện. Câu D là thực hiện xác định công suất tổn hao trên đường dây đó. Và câu E là nếu như mà chúng ta thay biến áp trên đây bằng một biến áp có cùng công suất nhưng biến áp hiệu dụng ở cửa ra là 220V. Và tính toán lại các đại lượng nêu ra ở 4 câu hỏi nói trên, tức là tính toán lại các câu A, B, C, D. Nếu như mà chúng ta thay biến áp bằng một biến áp có cùng công suất nhưng biến áp hiệu dụng ở cửa ra là 220V. Trước hết thì chúng ta sẽ giải quyết câu A, B, C trước. Câu A là tính cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện. Lúc này cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện chúng ta sử dụng công thức I2 bằng P2 trên U2. Tức là sẽ bằng 4000 trên cho 110. Và chúng ta sẽ giữ nguyên phân số này bằng 400 trên 11A. Còn câu B là tính độ sụt thế trên đường dây tải điện. Độ sụt thế trên đường dây tải điện đó là delta U dây, delta là độ sụt thế, bằng I2 nhân R dây sẽ bằng 400 trên 11 nhân 2 và bằng 72,8V. Câu C thì sao? Tính áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện. Tức là U dây sẽ bằng U trừ delta U dây và bằng 110 trừ lấy delta U dây vừa tìm ở câu B là 72,8 và điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện sẽ là 27,2V. Tiếp tục các câu D và E. Câu D là xác định công suất tổn hao trên đường dây đó. Công suất tổn hao chúng ta sẽ có P hao phí sẽ bằng I2 bình nhân R dây. Mà I2 bình tức là 400 phần 11 tất cả bình. Phân số chúng ta vừa tìm khi nãy, RJ thì bằng 2, tức là công suất hao phí nó sẽ bằng gần bằng 2649,4W. Còn câu E thì sao? Tính tương tự các phần trên, với I2 phẩy sẽ bằng 200 trên 11, sẽ bằng 18,2A. Còn độ sụt thế, I2 phẩy sẽ bằng RJ. I2 phẩy nhân với R dây bằng 36,36V. Điện áp ở cuối đường dây tại lúc này sẽ là bằng 220 trừ 36,36 bằng 183,63V. Và công suất hao phí lúc này, P hao phí lúc này sẽ bằng 661,15W. Các em thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc các bài tập sách giáo khoa của bài 16, truyền tải điện năng và máy biến áp. Các em hãy cùng đón xem video tiếp theo, đó là video
Quý vị nhận bài tập sách giáo khoa vật lý 12, bài tiếp theo là bài 17, máy phát điện xoay chiều, được phát hành trên kênh YouTube Học Bài 47. Và đừng quên bấm subscribe kênh cũng như chia sẻ và mời bạn bè cùng học các em nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!